-A -A -E s 20 GALAXIS20 -E Tên gọi được cho là chính thức của phiên bản S11 Là một trong những chiếc smartphone được trông đợi nhất hiện nay Khi đây sẽ là sản phẩm cao cấp đầu tiên xuất hiện trên thị trường smartphone trong năm 2020 Do vậy không quá ngạc nhiên khi nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm bị dò dỉ trước khi được Samsung chính thức trình làng Theo các thông tin vừa bị dò dỉ gần đây Samsung vẫn sẽ cho ra mắt 3 phiên bản GALAXY 20 khác nhau giống như GALAXY S10 năm ngoái, với tên gọi lần lượt GALAXY S20, nâng cấp của GALAXY S10e, GALAXY S20+, nâng cấp từ GALAXY S10 và GALAXY S20 Ultra, nâng cấp từ GALAXY 10 Việc Samsung đổi tên gọi từ GALAXIS11 sang GALAXIS20 để phù hợp với số năm ra mắt sản phẩm. Đồng thời cũng là động thái cho thấy GALAXIS20 sẽ có nhiều cải tiến vượt trội so với phiên bản GALAXIS10 ra mắt vào năm ngoái. Trang công nghệ Let's Digital vừa cho đăng tải thông tin cấu hình chi tiết cũng như giá bán của bộ 3 GALAXIS20 sắp ra mắt. Trong đó, cả ba sản phẩm đều được trang bị bộ xử lý Snapdragon 865 của Qualcomm hoặc Exynos 990 của Samsung, tùy thuộc theo từng thị trường. Cấu hình tối thiểu bao gồm bộ nhớ RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB. cả ba phiên bản đều được trang bị màn hình công nghệ AMOLED với tần số làm tươi 120Hz, giúp tăng tốc độ phản hồi khi sử dụng và tăng độ mượt khi chơi game hoặc xem video. trong khi GALAXIS 20 Ultra cao cấp nhất và GALAXIS 20+. Được trang bị cụm 4 camera, bao gồm camera chính độ phân giải 108 megapixel, CAMERATEL -E -E 48MPixel, camera góc siêu rộng, chưa rõ độ phân giải và camera top, tham uh, Flight, hỗ trợ các tính năng 3D, thì GALAXY -E 2 không chỉ được trang bị cụm 3 camera, không có camera top, đáng chú ý phiên bản GALAXIS20ULTZA sẽ hỗ trợ khả năng zoom quang học lên đến 10x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Nguồn tin của Lusco Digital cũng hé lộ mức giá về bộ 3 GALAXIS20. Trong đó, phiên bản GALAXIS20 sẽ có giá khởi điểm 799 đô la Mỹ, phiên bản GALAXIS20 sẽ có giá khởi điểm 999 đô la Mỹ và phiên bản GALAXIS20ULTZA sẽ có mức giá khởi điểm 1 USD. Một điều cần lưu ý đây chỉ là mức giá tại thị trường Mỹ. Mức giá của GALAXIS20 sẽ có sự khác biệt tại những thị trường khác nhau, tùy thuộc vào mức thuế tại từng thị trường. Tuy nhiên nhìn chung mức giá này sẽ không chênh lệch quá nhiều so với thị trường Mỹ. Bộ 3 GALAXIS20 sẽ được Samsung giới thiệu tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 11 tháng 2 tới đây và sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày mùng 6 tháng 3. Thông tin cấu hình chi tiết bộ 3 GALAXIS20 theo tiết lộ của trang công nghệ Lusgo Digital. Galaxy 20 Ultra, Galaxy S11+, Galaxy S20+, Galaxy S11, Galaxy S20, Galaxy S11e. Màn hình 6.9 inch, công nghệ AMOLED, độ phân giải 2K, tần số làm tươi 120Hz. 6.7 inch, công nghệ AMOLED, độ phân giải 2K tần số làm tươi 120 Hz. 6.2 inch, công nghệ AMOLED, độ phân giải Full HD, tần số làm tươi 120 Hz. Bộ xử lý Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, tùy thị trường. Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, tùy thị trường. Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, tùy thị trường. Bộ nhớ tối thiểu 8GB trên 256GB 8GB trên 256GB 8GB trên 256GB Camera Camera chính 108 megapixel Camera tele 48 megapixel Camera góc siêu rộng Camera top Zoom quang học 10x Zoom kỹ thuật số 100x Quay video 8K tốc độ 30fps Quay video 4K HDR tốc độ 120fps Camera chính 108 megapixel, camera tele 48 megapixel, camera góc siêu rộng, camera top. Quay video 8K tốc độ 30 fps, quay video 4K HDR tốc độ 120 fps. Camera chính 108 megapixel, camera tele 48 megapixel, camera góc siêu rộng. Quay video 8K tốc độ 30 fps, quay video 4K HDR tốc độ 120 fps. Dung lượng pin